An Giang, tỉnh giáp giới nước bạn Campuchia. Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng phong cảnh hữu tình non xanh nước biếc, núi tạo cảnh sắc thiên nhiên, sông cho phù sa bồi đắp ruộng đồng. Về An Giang, đứng trước đồng lúa bạt ngàn, dạo quanh rừng tràm hoang sơ hay khám phá thất sơn huyền bí, du khách sẽ trải lòng mình ra với thiên nhiên hào phóng, chiêm bái nét kiến trúc cổ xưa của đình chùa và thưởng thức các lễ hội dân tộc của tỉnh này. Bạn hãy một lần ngược dòng sông Hậu đến với nhịp sống thương hồ tấp nập của một làng nổi. Cư dân ở đây sinh sống trên các nhà bè để dựng ngay trên sông, nối tiếp nhau, trải dài một khúc sông. Điều này cơ hồ tạo cho An Giang nét thú vị độc đáo. Đến với đỉnh Thiên Cấm Sơn, bạn sẽ được trở về dòng lịch sử xưa kia trong cuộc lánh nạn của Nguyễn Ánh khi bị Tây Sơn truy đuổi. Một phần của Thiên Cấm Sơn là chùa Vạn Linh. Chùa gồm chánh điện, bảo các quan âm 7 tầng và tháp chuông nặng 1,2 tấn. Lối kiến trúc của chùa được pha trộn hài hòa giữa cổ kính và hiện đại. Hướng về chùa Vạn Linh là tượng Phật Di Lạc, tượng cao 33,6 mét, mang đậm dấu ấn tôn giáo. Đây là công trình đồ sộ nhất tại Thất Sơn và cũng là tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á. Một công trình khác cũng không kém phần đồ sộ của tỉnh là Miếu Bà Chúa Xứ. Miếu được xây dựng theo lối kiến trúc phương Đông, có hình khối tháp, 4 tầng mái cong. Nơi đây hàng năm thu hút hơn 2 triệu người từ khắp nơi đổ về cúng bái, cầu lộc. Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức rất lớn vào các ngày cuối tháng 4 âm lịch. Đến với lễ hội, bạn vừa được tham dự các chương trình dân gian phong phú, đồng thời có dịp du ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh trí thiên nhiên của vùng đất đầu nguồn sông Mekong này. Hồ Chí Minh không đầy 1 giờ bay, Phú Quốc là đảo biển lớn nhất nước ta, nằm ở phía tây nam Tổ quốc. Đây là vùng đảo xanh tươi hiền hòa với rừng vàng biển bạc. Chính vì lẽ đó mà Phú Quốc còn được người ta ưu ái dành cho cái tên đảo Ngọc. Từ lâu, Phú Quốc đã trở nên nổi tiếng với du khách khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Đến với Phú Quốc là đến với vùng biển còn nguyên nét tinh khôi, đến với thiên nhiên hoang sơ và hơn hết là đến để chinh phục vùng đất tận cùng xa xôi của đất nước. Vào những ngày rực nắng, Phú Quốc như một thiên đường lục lam bởi sự hòa quyện của biển trời mênh mông, của rừng xanh huyền bí. Bạn sẽ không tránh khỏi nao lòng trước vẻ đẹp của biển Phú Quốc. Bờ biển trải dài từ phía Bắc đến phía Nam tạo nên nhiều bãi tắm đẹp, mang dáng vẻ khác nhau, chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể khám phá được. Đảo với lịch sử kiến tạo địa lý độc đáo, mang dáng dấp của một Việt Nam thu nhỏ. Viên ngọc quý này được bao bọc bởi biển đồi và những cánh rừng nguyên sinh phía Bắc, tạo nên cho Phú Quốc nhiều đặc sản quý hiếm từ đáy biển đến rừng sâu mà ít nơi có được như vậy. Ngày nay, Phú Quốc đã thay ra đổi thịt, có thể là
làm ngỡ ngàng với những ai đã từng đến đây những năm cuối thế kỷ trước. Ngày du lịch Phú Quốc có sự chuyển biến rõ rệt. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí trên đảo hôm nay đều sẵn sàng đón nhận du khách từ khắp mọi nơi đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng hay thỏa chí khám phá đảo xanh. Ở cuối lưu vực sông Mekong, Sóc Trăng là một vùng đất xanh tươi, nơi hội tụ nền văn hóa đa dân tộc. Về thăm Sóc Trăng, quý khách sẽ có dịp chiêm bái một điểm du lịch tâm linh, đó là chùa Biểu Sơn Tự hay còn gọi là chùa Đất Sét. Chùa nằm khuất giữa những ngôi nhà dân trên con đường về phía đông của trung tâm Sóc Trăng. Đây là một ngôi chùa độc đáo, nơi cụ Ngô Kim Giang năm nay đã 90 tuổi trăm quản. Là chùa có gia đình, có dòng tộc, có dòng cô bốn đời đời đời. Là cả hai sách kỷ là 200 năm, tu theo cái chân lý của Đức Phật Thích Ca đã giáo truyền 2552 năm, cư sĩ tại gia. Nét đặc biệt của ngôi chùa này là có hàng trăm pho tượng Phật, tượng linh vật, tòa sen nghìn cánh, tháp đa bảo. Tất cả đều do một tay ông Ngô Kim Tòng xưa kia làm ra bằng đất sét. Chùa Đất Sét đang là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất ở thị xã Sóc Trăng. Đến với Sóc Trăng là đến với nền văn hóa dân tộc Khmer lâu đời. Các hiện vật tượng trưng cho nền văn hóa này đều được lưu lại tại bảo tàng tỉnh Sóc Trăng. Đây là những hiện vật quý, phản ánh đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer qua nhiều thế hệ. Bam Dù Kê được thiết kế công phu nhằm giúp khách tham quan hiểu sâu hơn về nghệ thuật sân khấu của người Khmer Nam Bộ. Những người đến với nơi đây đều cho rằng cần bổ sung thêm những hoạt động sống của các nghệ nhân như biểu diễn nhạc cụ dân gian, biểu diễn kịch Rô Bam Dù Kê truyền thống giúp họ hiểu sâu hơn về nền văn hóa Khmer độc đáo. Ngoài ra, tỉnh có thể xây dựng một làng nghề dân tộc ngay trong khuôn viên bảo tàng. Đây cũng là cách để giải quyết thêm nguồn nhân lực cho tỉnh Sóc Trăng. Một sản phẩm du lịch mới sẽ được đưa vào trong hành trình các tour về với Sóc Trăng là bánh pía. Đã từ lâu, bánh pía là đặc sản quen thuộc của tỉnh này. Khách đến với cơ sở sản xuất bánh pía sẽ được tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm bánh tỉ mỉ, được yên tâm về việc đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm. Những ưu điểm của bánh pía Sóc Trăng là hoàn toàn được tạo nên từ sự cần cù của người thợ bánh. Từ việc cán bộ làm vỏ bánh sao cho nhuyễn mịn, đến việc chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất làm nhân và tỉ mỉ đắn thành những chiếc bánh đều tăm tắp. Hương vị ngọt, thơm, bùi, mộc mạc của bánh pía Sóc Trăng thực sự đã trở thành niềm tự hào của những con người vùng đất này. Trong kho tàng văn hóa Việt Nam nhiều dân tộc, Sóc Trăng là tỉnh có nền văn hóa Khmer Nam Bộ độc đáo. Trong đó kể đến đầu tiên là loại nhạc cổ truyền dân tộc Khmer được biểu diễn bởi năm nhạc cụ làm bằng năm chất liệu sắt, đồng, gỗ, vàng, hơi, còn được gọi là ngũ âm. Âm thanh trầm bổng, lúc dịu dặt, lúc thôi thúc phát từ các loại nhạc cụ này mang đậm nét đặc sắc của dòng nhạc cổ truyền. Oh,
hai là nghệ thuật ca múa kịch. Tuy phong cách biểu diễn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ nhưng vẫn mang đậm nét nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Các vở ca kịch thường di chuyển từ chuyện thần thoại dân tộc Khmer hay từ những sinh hoạt đời thường, đem đến cho người xem một sự cảm nhận mới mẻ về loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc của dân tộc mình. Mang một tiềm năng du lịch lớn, hy vọng trong một ngày không xa, Sóc Trăng sẽ trở thành điểm đến, chứ không chỉ là điểm dừng chân của du khách.